Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy khiến bò sữa chết hàng loạt tại Lâm Đồng. Tính đến thời điểm ngày 6 tháng 9 đã có hơn 6.300 con bò bị bệnh, trong đó 470 con chết, gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi tại địa phương. Theo các văn bản của Cục Thú y, nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng đó là do nhiễm Betty virus Tauri sau khi tiêm vaccine phòng viêm da nổi cục của công ty Navetco. Dự kiến công tác hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho người chăn nuôi sẽ được triển khai sau khi được phê duyệt phương án sau ngày 20 tháng 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện Đơn Dương, Đức Trọng chủ trì phối hợp với công ty Navetco và tổ công tác tổ chức khảo sát lấy ý kiến toàn bộ cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại tại địa phương để thống nhất phương án. Bên cạnh đó, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty Navetco phối hợp với các địa phương hoàn tất việc thu thập, thống kê, xác nhận danh sách thông tin các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại, tổ chức họp thỏa thuận phương án với toàn bộ cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại tại địa phương. Sau khi hoàn thiện phương án, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chi trả bồi thường cho các cơ sở chăn nuôi ngay sau ngày 20 tháng 9. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn bò, duy trì huy động lực lượng làm công tác thú y trực tiếp hỗ trợ người dân điều trị bò bị bệnh, theo dõi tình trạng đàn bò, tăng cường chăm sóc bò phục hồi, không để phát sinh thêm và lây lan bệnh. Huy động hỗ trợ vật tư thuốc thú y để điều trị bò bị bệnh, đảm bảo không thiếu vật tư và thuốc trong quá trình điều trị bệnh.